Sáng qua tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, gần 800 vận động viên chuyên và không chuyên đã tham gia giải chạy Race for Green Life, lối sống xanh cho một tương lai bền vững do Bộ Công Thương tổ chức. Giải chạy Race for Green Life, lối sống xanh cho một tương lai bền vững thuộc kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Đây là lần đầu tiên hoạt động chạy phong trào hưởng ứng và tuyên truyền cho lối sống bền vững được thực hiện. Bộ Công Thương mong muốn, thông qua giải chạy Race for Green Life, các vận động viên sẽ trở thành những đại sứ lan tỏa thông điệp lối sống bền vững đến bạn bè, người thân, qua đó góp phần xây dựng lối sống thân thiện môi trường, bền vững trong cộng đồng. Cũng trong sáng qua tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam giới thiệu cuốn sách thiếu nhi Israel, Phòng cho thuê, dưới dạng kịch nói do câu lạc bộ đọc sách cùng con chuyển thể và trình diễn. Ra mắt năm 1948, Phòng cho thuê là một cuốn sách vô cùng đặc biệt, chỉ vỏn vẹn 24 trang nhưng lại nằm trong danh mục sách bán chạy nhất Israel và được dịch sang nhiều thứ tiếng trên thế giới. Câu chuyện được tác giả Lee Goldberg phóng tác dựa theo một câu chuyện dân gian Israel, kể về một ngôi nhà trọ với những nhân vật đáng mến và có cá tính riêng như gà, tô hú, mèo mun, sóc. Với cách kể chuyện bằng thơ cuốn hút và những tình huống dí dỏm, bất ngờ, thêm vào đó là minh họa với nét vẽ lạ, đẹp của họa sĩ Mooncat, cuốn sách đã khiến độc giả yêu quý suốt 70 năm qua. Phiên bản tiếng Việt của cuốn sách do dịch giả Kim Ngọc thực hiện chuyển ngữ. Câu chuyện ngộ nghĩnh và thú vị của Phòng cho thuê được câu lạc bộ đọc sách cùng con chuyển thể thành một vở kịch nhỏ và công diễn tại hội trường tầng 3 của nhà xuất bản Kim Đồng. Chương trình đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho độc giả tham gia.